Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Bản lĩnh là ngọn hải đăng dẫn lối để người trẻ dấn thân mà không bị nhấn chìm. Đối với nhiều người trẻ 2020 là một năm về tay không, không thành công, không thuận lợi, không may mắn, nhưng cũng chính điều đó lại trở thành lực đẩy vô hình giúp người trẻ không ngừng tìm kiếm cơ hội trong những khó khăn, thách thức để rồi tạo nên những câu chuyện phi thường và thật sự khác biệt. Bất kể là định kiến hay khuôn mẫu xã hội, là nỗi sợ hãi bên trong hay khó khăn thách thức từ bên ngoài, tất cả chỉ là danh giới giữa một cuộc đời bình thường hay phi thường, nó là đường biên của lựa chọn sống dễ dàng hay bản lĩnh của riêng mỗi chúng ta. Đâu ai biết mình có thể làm được những gì nếu không bắt đầu dấn bước. Dù thành hay bại, mỗi cột mốc bạn qua đều đánh dấu bước tiến mới, và bạn đã trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình. Đó cũng chính là chìa khóa thành công của những người chơi hệ bản lĩnh. Có bản lĩnh, luôn có cách vương mình bứt phá chẳng cần nhìn những bài học thành công ở đâu xa xôi hay mang tầm vĩ mô, vang danh thế giới, người trẻ Việt cũng tự có thể viết nên những câu chuyện của riêng bản thân mình. Đó là câu chuyện của việc sử kiêu hùng mang trong mình khát vọng dùng phim ảnh đốt cháy ngọn lửa đam mê lịch sử chinh phục người Việt và bạn bè quốc tế, là nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ bền bỉ theo đuổi ước mơ, dù là khác biệt nhất của riêng bản thân mình. Là hành trình truyền cảm hứng đi lên từ đường phố chiếm trọn tình cảm của khán giả trong vũ trụ gia của giới chất là bản lĩnh của Nguyễn Tuấn Anh, một trong những tiền vệ hàng đầu Việt Nam, hồi phục thần kỳ sau mỗi chấn thương, nỗ lực không ngừng nghỉ để quay trở lại với niềm đam mê sân cỏ. Hay thu trang, tiến luật trên hành trình vương mình nỗ lực nâng cao chất lượng nền điện ảnh Việt Nam. Câu chuyện về những người hùng bản lĩnh của biệt đội cano không đồng, làm việc bất kể ngày đêm hỗ trợ người dân miền Trung trong những ngày mưa bão. Hay chàng trai tử tế Lê Anh Tuấn chân dụng chiếc xe khách của mình để chở người bị nạn đi cấp cứu họ là những người dám nghĩ khác, sống khác, bản lĩnh đương đầu khi đặt mình trong những hoàn cảnh mới mẻ, đôi lúc có phần khắc nghiệt. 2021, năm của hành động, thời của bức phá. Trải qua một năm đầy biến động, khó khăn vẫn cứ chất chồng, nhưng có nhiều người trẻ mang ghen bản lĩnh lại vươn lên và tỏa sáng, sống tốt ngay cả trong nghịch cảnh. Họ dám tiến lên, lao động miệt mài, nỗ lực bền bỉ. Không nản chí, không bỏ cuộc, chính quyết tâm, có đi mới có tới, có chiến mới có thắng, đã mở đường cho họ trong mọi lối đi, để hành trình của họ không cần ánh hào quang mà vẫn soi sáng niềm tin cho nhiều người trẻ khác. Có những cái tên đã được biết đến, có độ phủ sóng rộng khắp, cũng có những nguồn cảm hứng âm thầm nhỏ bé nhưng bền bỉ. Họ dù là các mảnh ghép độc lập, đi theo những con đường khác nhau, song đều cùng chung một tinh thần bản lĩnh, bản lĩnh trong suy nghĩ, bản lĩnh trong hành động và bản lĩnh để đón nhận thành công mà họ xứng đáng được nhận. Có bản lĩnh luôn có cách vươn mình bứt phá chính là tinh thần sống mà tiger muốn lan tỏa đến mọi người trên con đường theo đuổi đam mê của mình